Giá vàng miếng SJC ngày 2 tháng 8 năm 2022 có bước nhảy tăng vọt sau khi vượt qua mức giá 68 triệu đồng một lượng, ghi nhận mức tăng khoảng 6 triệu đồng một lượng so với giữa tháng 7. Cụ thể, sáng 2 tháng 8, vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 50.000 đến 400.000 đồng mỗi lượng. Exim Bank mua vào với giá 67,4 triệu đồng một lượng, bán ra 68,4 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý My Hồng mua vào với giá 67,5 triệu đồng một lượng, bán ra 68,3 triệu đồng một lượng. Tốc độ tăng giá của vàng trong nước khá nhanh, chỉ trong vòng 2 tuần đã tăng 6 triệu đồng một lượng, trong khi giá quốc tế tăng 63 đô la Mỹ một ounce, tương ứng 1,8 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC quay lại mức đắt đỏ hơn quốc tế, lên 18 triệu đồng một lượng. Giá vàng quốc tế tiếp tục tăng thêm 6,5 đô la Mỹ một ounce, lên 1.779 đô la Mỹ một ounce. Những thông tin kinh tế của Mỹ công bố vẫn không làm nhà đầu tư hết lo lắng về vấn đề suy thoái. Chỉ số PMI tại các nước và khu vực có xu hướng giảm, điều này cho thấy hoạt động sản xuất đang thu hẹp lại. Các nhà đầu tư đang có tâm lý chuyển sang vàng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thắt chặt chính sách tiền tệ, các giao dịch đang ở mức cao trong 3 tuần. Dù vậy, đơn vị TD Securities cho biết, mặc dù giá có khả năng tăng cao hơn, nhưng họ đã áp dụng chiến thuật bán vàng khi thị trường có vẻ quá mua sau đợt tăng của Fed. Với nhận định, việc định giá lại trong kỳ vọng của Fed sẽ làm trầm trọng thêm dòng tiền đang diễn ra trong kim loại màu vàng, dẫn đến giá thấp hơn. Ông Philip Strable, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Sky Futures, cho biết ông sẽ xem xét chốt lời khi giá vàng đẩy gần mức 1.800 đô la Mỹ một ounce. Các thị trường có thể còn quá sớm để dự đoán sự xoay trục từ Ngân hàng Trung ương Mỹ. Dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy giá tiêu dùng vẫn ở mức cao. Điều này có thể buộc Fed phải duy trì lập trường tích cực lâu hơn dự kiến.